đến với những tin tức đáng chú ý trong ngày hôm nay. Xung đột nga ukraina 11 tháng 7, Ukraine phản kích Nga, tái chiếm lãnh thổ sát Kharkov và tập kích krym. Động thái mới của Saudi Arabia khiến cho các nước phương Tây phải dè chừng với tài sản của Nga. Sự ra đi bí ẩn của tướng Nga có liên quan tới ông Sogo và các vụ bê bối chính trị Nga. Ba Lan gửi tối hậu thư cho Nga tăng cường binh sĩ sát biên giới, sẵn sàng xung đột toàn diện. Lý do vì sao ông Trump không muốn rời bỏ chiếc Boeing 757-200 cũ kỹ? Chấn động món quà tử thần được gửi tới ba quan chức quốc phòng cấp cao của Nga. Nga tung chiến thuật mới, Ukraine vô phương chống đỡ. Bị vây ép từ phía, Ukraine vẫn nỗ lực phản kích, tái chiếm một số lãnh thổ gần thành phố Kharkov. Họ cũng tập kích tên lửa vào bán đảo Crimea do Nga kiểm soát, với hậu quả đã được về tình ghi lại. Theo một đánh giá mới, Ukraine đã tái chiếm được các vị trí ở phía bắc thành phố Kharkov, thành phố lớn thứ hai của Ukraine nằm ở phía bắc, trong lúc Nga đang kiên trì tiến thêm từng bước ở mặt trận phía đông. Viện nghiên cứu chiến tranh ISVK trụ sở tại Washington nhận định, vào hôm mùng 9 tháng 7, các binh sĩ Ukraine gần đây đã giành lại được các vị trí gần hoặc ở bên trong Halyboke, đây là một khu định cư sát với biên giới Nga và nằm về phía đông bắc thành phố Kharkov. Hôm 10 tháng 7, Bộ Quốc phòng Nga cũng thông báo lực lượng của họ đã tấn công vài lữ đoàn Ukraina xung quanh Vovchansk, Halyboke và Lipsi trong vòng 24 giờ qua. Trung tâm Chiến lược Quốc phòng, một cơ sở nghiên cứu tư vấn của Ukraina vào hôm 9 tháng 7 cho biết, quân đội Ukraina đã phản kích gần Halyboke trong lúc quân đội Nga tấn công nơi này. Theo tổ chức này, giao tranh ác liệt vẫn đang diễn ra ở khu vực đô thị của Vốc đồng Động thái mới của Saudi Arabia có thể gây ra phản ứng dây chuyền nguy hiểm với các nước phương Tây nếu các quốc gia khác trên thế giới làm theo. Bộ Tài chính Saudi Arabia mới đây đã thông báo cho một số nước thành viên của nhóm G7 rằng nước này không thể chấp nhận việc tịch thu tài sản phong tỏa trị giá 300 tỷ đô la Mỹ của Liên bang Nga. Bloomberg đã dẫn nguồn các thông tin cho biết, Riyadh đã ám chỉ rằng trong trường hợp xấu nhất, họ có thể thoái vốn một số nghĩa vụ nợ châu Âu. Bộ Tài chính Saudi Arabia đã thông báo cho một số đối tác G7 về việc các nước này không đồng tình với ý tưởng tịch thu tài sản nhằm hỗ trợ Ukraine. Saudi Arabia đề cập cụ thể đến khoản nợ do Pháp phát hành. Vào tháng 5 và tháng 6 vừa qua, G7 đã nghiên cứu nhiều chương trình khác nhau liên quan đến tài sản bị đóng băng của Ngân hàng Trung ương Nga ở phương Tây. Cuối cùng, nhóm này đã đi đến thỏa thuận và lên kế hoạch cung cấp cho Ukraine khoản vay 50 tỷ đô la Mỹ vào cuối năm và được đảm bảo bằng lãi phát sinh từ 300 tỷ đô la Mỹ tài sản bị đóng băng của Nga. Một số quốc gia thành viên khu vực đồng euro phản đối ý tưởng này vì lo ngại sẽ làm suy yếu đồng tiền của mình. Trong một tuyên bố, Bộ Tài chính Saudi Arabia đã phủ nhận việc gây sức ép lên các nước G7, đồng thời nói thêm rằng không có mối đe dọa nào như vậy được đưa ra. Mối quan hệ của chúng tôi với G7 và các nước khác là mối quan hệ tôn trọng lẫn nhau và chúng tôi tiếp tục thảo luận về mọi vấn đề, thúc đẩy tăng trưởng toàn cầu và tăng cường khả năng phục hồi của hệ thống tài chính quốc tế, tuyên bố nêu rõ. Tuy nhiên, động thái trên của Saudi Arabia có thể đã gây phản ứng dây chuyền đối với phương Tây nếu các quốc gia khác trên thế giới làm theo Riyadh. Các nước EU đang cân nhắc phản ứng với Saudi Arabia, nhưng hành động này cần nhấn mạnh tầm ảnh hưởng ngoại giao ngày càng gia tăng của Saudi Arabia trên trường thế giới. các cơ quan nhà nước Nga tin rằng Magomed Khandayev, một quan chức Bộ Quốc phòng Nga đã qua đời đột ngột ở tuổi 61. Khandayev từng giữ chức vụ trưởng phòng khảo thí nhà nước của Bộ Quốc phòng Nga từ tháng 6 năm 2023. Nguyên nhân sự ra đi của ông vẫn chưa được tiết lộ. Người đứng đầu của quận Saminsky ở Cộng hòa Degastan của Nga, Magomed Savanov đã nói với TASS rằng thi thể của Khandayev đã được đưa ra bằng máy bay đến thành phố Makhavkala, và ông sẽ được chôn cất tại quê làng Genta của ông. Tờ báo Kometstan của Nga đã đưa tin Khandayev là cấp dưới trực tiếp của cựu Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Timo Ivanov, người đã bị bắt vì tội tham nhũng vào tháng 4. Một số quan chức cấp cao cũng đã bị bắt giữ kể từ tháng 4, bao gồm Yuri Kuznetsov, người đứng đầu Bộ phận Nhân sự của Bộ Quốc phòng Nga. Trong khi đó, ông Sergei Shogu đã bị thay thế khỏi vị trí Bộ trưởng Bộ Quốc phòng sau 12 năm giữ chức vụ này trong một cuộc cải tổ bất ngờ. Đây là vụ việc mới nhất trong một loạt sự ra đi bí ẩn liên quan đến những nhân vật nổi tiếng của Nga kể từ khi cuộc xung đột ở Ukraine nổ ra vào tháng 2 năm 2022. Khandayev giữ chức vụ Tổng Giám đốc Cục Khách hàng Xây dựng Cơ bản thuộc Bộ Quốc phòng từ năm 2018 đến năm 2022 và là Tổng Giám đốc Tổng cục Xây dựng đặc biệt từ tháng 6 năm 2022. Tuyên bố nêu trên được tham mưu trưởng quân đội Ba Lan, tướng Wieslaw Kukula đưa ra khi nước này có kế hoạch tăng cường số lượng binh sĩ ở biên giới với Liên bang Nga và Belarus thêm hơn 30% vào tháng tới. Hãng tin Reuters của anh ngày 11 tháng 7 đã cho biết, tham mưu trưởng quân đội Ba Lan tuyên bố rằng nước này cần chuẩn bị binh lính cho cuộc xung đột toàn diện. Tuyên bố của ông Kukula được đưa ra trong bối cảnh Ba Lan có kế hoạch tăng cường số lượng binh sĩ ở biên giới với Liên bang Nga và Belarus. Mối quan hệ của Ba Lan và Liên bang Nga và đồng minh của Moscow là Belarus đã xấu đi nghiêm trọng kể từ khi xung đột giữa Liên bang Nga và nước láng giềng Ukraine bùng nổ vào ngày 24 tháng 2 năm 2022. Phát biểu trong một họp báo hôm 10 tháng 7, tham mưu trưởng quân đội Ba Lan ông Kukula nói, Hôm nay chúng ta cần chuẩn bị lực lượng cho một cuộc xung đột toàn diện, chứ không phải là cuộc xung đột kiểu bất đối xứng. Tướng Kukula nói thêm, điều này buộc chúng tôi phải tìm ra sự cân bằng tốt nhất giữa nhiệm vụ ở biên giới và duy trì cường độ huấn luyện trong quân đội. Cũng phát biểu tại một sự kiện, Thứ trưởng Quốc phòng Ba Lan Paul Bejan cho biết kể từ tháng 8 năm nay, số lượng quân bảo vệ biên giới phía đông của Ba Lan sẽ tăng từ mức 6.000 hiện tại lên 8.000 quân đội. Cùng với đó, ở hậu phương, nước này luôn sẵn sàng 9.000 quân dự bị để có thể được tăng cường trong vòng 48 giờ. Vào tháng 5, Ba Lan đã công bố chi tiết về chương trình Lá chắn phía đông trị giá 10 tỷ zloty, khoảng 2,5 tỷ đô la Mỹ, nhằm tăng cường phòng thủ dọc biên giới với Belarus và Liên bang Nga. Dự kiến chương trình lá chắn phía đông sẽ hoàn thành vào năm 2028. Nếu giành chiến thắng trong cuộc bầu cử tháng 11, ông Trump sẽ trở lại trên chiếc không lực một danh giá. Tuy nhiên hiện tại ông ấy vẫn tiếp tục di chuyển trên chiếc Boeing 757-200 từ thập niên 1990, khiến cho các chuyên gia hàng không bối rối. Người gần đây nhất gây chú ý với việc sử dụng máy bay riêng là Taylor Swift, bất chấp mối lo ngại mà cô thể hiện khi biến đổi khí hậu Ngôi sao nhà pop đã di chuyển bằng máy bay riêng giữa sân bay Los Angeles tới một điểm đến rất gần trong hành trình kéo dài chỉ khoảng 40 giây để tránh bị cái xe. Vài ngày sau, người ta tiết lộ rằng hai chiếc máy bay phản lực thuộc sở hữu của Taylor Swift đã bay tổng cộng hơn 278.000 dặm vào năm 2023, tương đương với việc bay vòng quanh trái đất 7 lần. Taylor Swift không phải là người hâm mộ Donald Trump, nhưng cô có chung với ông một chi tiết quan trọng. Cả hai đều thuộc tầng lớp thượng lưu của nước Mỹ. Những người sở hữu và sử dụng thường xuyên ít nhất một máy bay riêng. Nhưng điểm khác biệt chính là Taylor Swift thường bay trên chiếc Dawson Falcon 7X hoàn toàn mới, có tầm bay khoảng 11.000 km và có chỗ cho 16 hành khách. Trong khi đó, ông Trump thích bay một mình trong phương tiện máy bay nặng tính lịch sử hơn. Chúng ta đang nói về chiếc Boeing 757-200, di sản của những năm 1990, được vị tỷ phú bất động sản mua vào năm 2010 bằng số tiền kiếm được từ chương trình truyền hình thực tế của đài NBC. Vào thời điểm đó, chiếc máy bay này đã được đưa vào sử dụng gần 20 năm, từ năm 1991. Nó đã gần hết vòng đời sử dụng và thuộc dòng máy bay mà Boeing ngừng sản xuất. Không giống như những máy bay phản lực hiện đại, nó không có hệ thống điều khiển bay được vi tính hóa, mà thay vào đó là hệ thống nút bấm và cần gạt xa xưa. Cơ quan an ninh liên bang FSB cho biết, một nghi phạm đã bị bắt vì cáo buộc lên kế hoạch giao ba thiết bị nổ cho các sĩ quan trong Bộ Quốc phòng. Phía Nga cáo buộc rằng các vụ mưu sát là nhằm mục đích nhân danh tình báo quân đội Ukraine. Trung tâm thông tin của FSB cho biết, Cơ quan An ninh Liên bang Nga đã ngăn chặn các nỗ lực của cơ quan đặc biệt Ukraine nhằm thực hiện các hành động cực đoan chống lại ba nhân viên quân sự cấp cao của Bộ Quốc phòng Liên bang Nga ở Moscow. Một công dân Nga sinh năm 1994 đã bị bắt giữ. Người này tuân theo chỉ thị của tình báo quân đội Ukraine. Thông qua dịch vụ chuyển phát nhanh, đã tổ chức chuyển 3 quả bom cực mạnh được ngụy trang làm quà tặng đến địa chỉ cư trú ở Moscow của lãnh đạo các cơ quan thuộc Bộ Quốc phòng Nga. Những quả bom được cho là sẽ phát nổ ngay sau khi những người đưa thư báo cáo về việc chuyển biểu kiện. Người bị bắt thừa nhận, vào tháng 5 năm 2024, anh ta được một nhân viên của cơ quan tình báo quân đội Ukraine tuyển dụng và đồng ý thực hiện nhiệm vụ liên quan đến việc chuẩn bị các cuộc tấn công cực đoan trên lãnh thổ Nga để nhận được tiền thưởng. Cơ quan tình báo cho biết thêm, các thiết bị nổ lẽ ra đã được kích nổ sau khi người chuyển phát báo cáo về việc giao biêu kiện cho người nhận. Một vụ án hình sự được khởi tố và đang được Tổng tư lệnh Ủy ban điều tra Liên bang Nga điều tra chống lại công dân Nga về tội âm mưu tấn công cực đoan và buôn bán trái phép chất nổ và thiết bị nổ. Các lực lượng Nga đang sử dụng một chiến thuật mới trên chiến trường, đó là triển khai máy bay không người lái trinh sát, tắt tính năng dẫn đường. Phát biểu với báo chí, Đại tá Yuri Inat, thuộc lực lượng không quân Ukraine cho biết, đối phương đang sử dụng một chiến thuật mới là phóng các máy bay không người lái tắt tính năng dẫn đường, không có tín hiệu GPS. Tín hiệu chỉ được bật khi đối phương phát hiện mục tiêu và tấn công. Vì vậy, chúng tôi phải đối phó trước tình huống này. Ông Yuri Inat nhấn mạnh rằng, lực lượng phòng thủ của Ukraine phải thực hiện được các biện pháp hiệu quả để chống lại máy bay không người lái của Nga. Theo các quan chức này, có tới 50 UAV bay qua vùng chiến sự mỗi ngày và mỗi loại máy bay này có thể xâm nhập vào hậu phương của Ukraine. Đại tá Yuri Inat cho biết, những máy bay chẳng hạn như UAV chết của Nga có thể bay xa tới tận biên giới phía Tây của Ukraine. Đây là vấn đề cần phải giải quyết. Chúng tôi đang sử dụng UAV góc nhìn thứ nhất để tấn công UAV trinh sát của đối phương và chúng đã hoạt động khá hiệu quả. Những thiết bị như vậy tương đối rẻ so với việc sử dụng tên lửa. Tuy vậy, chúng tôi vẫn cần tên lửa để răn đe đối phương. Theo ông Inat, các UAV của Nga đang tiến hành trinh sát trên không suốt ngày đêm ở các tỉnh Sumy và Kharkov nơi đang diễn ra các cuộc giao tranh ác liệt và đôi khi những máy bay không người lái này còn sâu vào lãnh thổ của Ukraine. Nội dung vừa rồi đã kết thúc bản tin của chúng tôi. Xin kính chào và hẹn gặp lại!